Vâng, xin chào mọi người. Hiện tại mình đang có mặt ở ngay ngã ba Tân Hải giao với đường Trường Chinh. Thì cách đây mình khoảng 13 mét là một chiếc loa đó mọi người. Hiện tại đang gần Tết rồi, cách khoảng 3 tuần nữa đã đến Tết rồi. Nên mọi người đi mua sắm rất là đông. Ngày hôm nay rất là nhộn nhịp nên đường rất ồn ào. Mình đã kết nối chiếc điện thoại này và chiếc loa đấy. Đấy, và mình đã để âm lượng của loa là 75, bass shape của nó là 75. Thì mình sẽ test thử Bluetooth, và thứ hai là mình sẽ test thử cái tiếng bass shape của nó có áp được cái tiếng hát, áp được cái tiếng xe không mọi người nhé. Bắt đầu. Mình đi qua đường đây. Vâng, nãy giờ thì mọi người đã nghe được cái tiếng thực tế của dòng loa này. Đây là dòng loa Beats BT6810. Đây là mẫu nâng cấp của dòng loa Beats BT6800 nha. Giá hiện tại của nó là gần 7 triệu, mọi người có thể xem ở phần mô tả bên dưới nha. Đó, mình đã cho mọi người nghe gần đây, mọi người để ý nè. Âm lượng volume bass chép là 75. Đó, đây là một dòng loa thùng gỗ nặng 30kg. Cấu hình của nó bao gồm một cái bass 38cm. Đây là một cái loa chung này mọi người. Đây là một cái loa chép. Màu của nó đây mọi người. Màu nó thì màu này rất là lạ nè. Thường thì chúng ta sẽ thích hai màu là màu đen, màu vàng. Còn đây là màu rất là đặc biệt. Đây, cái này cũng không quá vàng, màu vàng nâu. Đấy, giống màu của điện thoại đó mọi người. Rồi, ok. Thường thì chúng ta mua những loa công suất lớn. Tầm giá này là chúng ta có thể mua được những loa 5 tấc. Nếu mà chúng ta sử dụng những loa 4 tấc á, thì cái tiếng so với hai tầm giá nha, ví dụ như tầm giá 7 triệu đi, chúng ta mua những loa 5 tấc thì nó được cái thế mạnh á, là nó đánh rất là lực ở những không gian lớn, không gian rất là rộng. Nhưng mà chắc chắn nếu mà loa 4 tấc ở tầm giá này, tiếng nó sẽ sắc nét hơn. Thì qua minh chứng nãy giờ thì mình đã test cho mọi người nghe rồi đấy. Ok, bây giờ mình sẽ test thử một đoạn karaoke cho mọi người xem rồi nhé. Phần cuối cùng mình sẽ review chi tiết về em này. Ok, karaoke anh đợi em được không nhé. Rồi, giao lượng lại chút. Alo 67 1267 67. Đêm nay là đêm vui, đôi ta gần nhau. Có biết bao nhiêu điều em muốn nói. Khi nhìn vào đôi mắt, anh thấy niềm đau. Anh biết em đang buồn lắm đúng không? Em sẽ chắc chắn xa vắng anh trong lòng em. Nước mắt em thay lời em muốn nói. Anh sẽ thật mạnh mẽ, sẽ có mỉm cười. Chỉ là ta tạm xa nhau chút thôi. Ok, nãy giờ thì mình đã test qua âm thanh cũng như là tiếng karaoke rồi. Đấy, mọi người cảm nhận thế nào? Bây giờ mình sẽ thử cái tiếng mic nha. Đầu tiên, nãy giờ là mình hát là mình chỉnh như thế này đây. Mic chép khoảng 765, mic bass khoảng 55, echo delay 50, bass chép là 75. Đó, còn âm lượng là khoảng 55. Alo 1267, mọi người nghe được cái tiếng mic thử nha. Mình nói tiếng 2 cái thử nó bị xèo nè. 2 6 6 6 6. Mình nói cái tiếng 6 mà 6 6 7 6 7 2 6 7. Linh 6 7 8. Ok. Rồi, sau khi hát một đoạn
tới nhạc của đoàn rồi. Bây giờ chúng ta sẽ xem về cái ngoại quan của loa này nhé. Ta sẽ đi vào chi tiết của dòng loa này. Đây dòng loa BT Bass BT 6800. Bảo hành của nó là bình ắc quy là 6 tháng, micro 6 tháng, còn bo mạch điện tử loa là 12 tháng nha. Đây, đây là cái bo mạch điện tử của loa. Ở phía sau này là bình ắc quy mọi người nè, cái ốc để chúng ta gắn bình ắc quy này. Đó. Volume bass shape, delay, echo, mid bass, mid shape. Ở đây thì có điện trực tiếp cũng như là có hai cái nút guitar riêng. Đó, để chúng ta nếu bạn nào mà chơi guitar được thì chúng ta cắm hai cái guitar luôn, chúng ta khỏi cần test nhạc luôn. Khỏi cần nhạc. Ok. Bình ắc quy câu thêm đây, chế độ Bluetooth, USB, thẻ nhớ. Rồi. Mình sẽ phân tích một chút cho mọi người có thể chọn được những cái loa ở cùng tầm giá nha. Ví dụ những loa tầm giá khoảng 7 triệu thì vẫn có những loa 5 tấc rồi. Đó, và hai dòng loa ngang ngang giá nhau nó sẽ có mỗi cái ưu điểm khác nhau. Ví dụ như những loa 5 tấc thì nó sẽ công suất sẽ lớn, nhưng mà cùng tầm giá nha mọi người nha, cùng tầm giá nha, nhưng mà những loa 4 tấc công suất nó nhỏ hơn nhưng mà tiếng nó sẽ sắc nét hơn. Thường thì mình thấy những dòng loa 4 tấc á, nó sẽ có mức giá từ 4 cho đến 8 triệu đó, và những loa tầm giá thấp á, 4, 5 triệu, 5, 6 triệu á, thì nó sẽ được cái ví dụ như âm bass, âm chung nhưng mà nó mất âm chép, hoặc là âm bass, âm chép nhưng mà nó mất âm chung, nó không có được cái độ hòa quyện cao. Nhưng mà sau một thời gian mình test thì mình đánh giá cái dòng loa này thì nó được cái là nó hòa quyện giữa bass, chung, chém nó đều rất là rõ ràng ở từng cái âm tần số đó. Rồi xin cảm ơn. Ok, rất cảm ơn mọi người nãy giờ đã quan tâm theo dõi video. Mọi người có những thắc mắc gì có thể bình luận ở dưới nhé. Mọi người muốn test thêm nhiều mẫu loa có thể đến trực tiếp địa chỉ là số 4 đường Tân Hải, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh nhé. Chúc mọi người cuối năm nhiều may mắn và bình an. Xin ơn mọi người rất nhiều. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại.